Anh chị bầu trời có lấy mấy rước bó bói rồi con. Trời đẹp quá vậy. Cái này gì đó. Ở trong đây mua đồ cho nó chơi vài bữa nó dục. Sticker hả? Khoái sticker lắm. Cái đồ dễ, ngoài nó đừng có dễ. Mấy cái đó sợ dính là thảm. Nó dính là thảm cho nó bỏ lại. Đúng rồi, dính thảm dính này kia. Ly nước nè con. Ồ, bố khoái cái này luôn. Này nước của con uống đó, ok. Ok. Nè, có nhiều mẫu lắm nè, con muốn lựa cái nào nè. Bói có cái hot. Cái này nữa nè, muốn lấy cái lựa cái nào. Thích cái nào? Nè, coi đi, ba cái đó. Thích cái nào? Này. Rồi, ok. Đúng rồi, này đẹp nè. Cái hội chợ Tết ở Nam Cali này đã bắt đầu mở cửa cách đây 2 ngày trước anh chị ha. Thì chiều nay tụi mình sẽ đi đến đó và sẽ quay cho anh chị xem về không khí Tết ở bên Nam Cali như thế nào ha. Và để các cô chú anh chị khắp nơi ở những cái bang ngoài có thể xem qua TV, qua điện thoại. Cũng kênh Bầu Trời Cali ha. Giờ anh dắt bó bó chơi từ giờ cho tới tối luôn. Ha con. Nè, nè. Xe hai cô chú đi con. Hello cô chú. Rồi, bà dắt con đi chơi. Bé bẹp nữa hả con? Quá trời đồ chơi. Bây giờ New Year hết rồi. What's this one? String lights. String light for? Decker. Huh. Oh my gosh, look, I saw this on YouTube. Oh yeah, what do you do with it? It's like this. Exercise? Exercise. Exercise. Oh. Wow, cái này đẹp không? Nói gì đó con? Mở ra. Mở ra. Đó. Ô, cái hộp không à? Cái hộp. Cái này đựng đồ á, đựng đồ chứ. Hả? Happy birthday to you. Oh, surprise. Yeah, happy birthday. Happy birthday. Uống lưỡi à, hát nói tiếng Anh uống lưỡi hay thiệt. Mấy chữ O đó. Chỉ ra đi. Chỉ ra, chỉ ba nói đi con. Mà nói chính là giống như là đúng lắm. Đúng cái ngôn ngữ của bản xứ luôn. Yeah. What? Còn mình là ngôn ngữ dịch, dịch tìm. Gao gao gao. Để điện gao nha. Let go đó. How are you? How are you? Cái này lại biết gì không con, móc khóa đó, còn khóa xe đó. Đúng rồi. Keychain. Gì vậy? Nghe không? Ê, có chừng. Quá trời vô đây thích quá ha, đồ chơi quá. Nghe gì sao em đâu thấy. Đây là mô, cái mô theo nha anh chị. Rồi. Cái phòng này có hai cái giường. Một cái máy lạnh. Máy lạnh này chắc mình nghĩ chắc lớn tuổi hơn mình đó. Một cái bàn, hai cái ghế. Ha. Nhưng mà cũng vô cũng nghe cũng khá có mùi thơm. Cũng ok. Một cái tủ đựng đồ. Có tủ lạnh không em? Có thôi coi. Có, đây nè. Ồ, có cái tủ lạnh. Có tủ lạnh nhỏ nha, để nước nước mía vô. Một cái tivi. Rồi, đây là cái phòng tắm. Thì có khăn sẵn. Có móc. Xinh. Có máy sấy tóc nữa nè. Rồi, ở trong đây là cái nhà tắm thôi. Đây, cái chỗ tắm, đó là xà bông. Rồi, chỉ vậy thôi anh chị. Đây là cái motel nổi tiếng ở cái Nam Cali này nha anh chị. Thường là các cô chú anh chị khắp nơi, những tư bang ngoài thường hay ghé cái motel này. Tự vì nó nằm rất là gần cái Phước Lộc Thọ. Nó ngay ngã tư đường Brockhurst là Westminster. Thì cái giá Bầu Trời Cali thuê một đêm là 114 đô luôn tiền thuế cho cái phòng hai giường như vậy ha anh chị ha. Đây. Đây có cái hồ bơi gì mà chắc không có ai tắm đâu. Đó có mấy giặt có sấy bên đó nữa. À, cái này là ở trên lầu 1 anh chị, nó chỉ có ở dưới đất và lầu 1 thôi.
Đó. Người Việt Nam mình thuê ở đây đông lắm. Đây là những cái phòng. Thì so với cái giá 114 đô bầu trời Cali thấy nó khá hợp lý. Nó không có mắc mà cũng không có rẻ. Với cái phòng như vậy ha anh chị ha, nhưng mà khá tiện lợi tại vì nó gần, rất là gần cái Phước Lộc Thọ. Hồi nãy bầu trời Cali có hỏi là mình muốn lấy cái phòng vào ngày 10 tây tháng 2, tức là ngay ngày mùng 2 Tết đó anh chị. Thì bầu trời Cali sẽ qua đây ngày mùng 2 Tết nữa. Nhưng mà cái anh service ở dưới anh nói là người ta đặt phòng hết rồi. Ghê chưa? Các cô chú Việt Nam qua bên đây chơi đó, đặt phòng trước luôn á. Cứ ngày 2 tây làm hết phòng. Ngủ ngoài xe. Bây giờ tắm rửa nghỉ ngơi chút xíu. Rồi em sẽ chở Hà với bố bối đi Phước Lộc Thọ chợ hoa để coi có gì ha anh chị ha. Mới đi con xíu đuổi rồi. À, coi nè. Cái này là gì? Makeup. Bố bố makeup luôn đi. Dạ. Kim mở ra. Là, ủa sao còn con cái? Chicks. Yeah, chicks. Điều, điều mà. Ok. What lip gloss? Lip gloss. What's this? Yeah. For eyeshadow. So where's the eyeshadow makeup thing in? Cô Hà không có đen. Ah, okay. Nè, lip gloss. Thank you. Thôi coi chị biết làm. Ôi trời ơi, trời biết làm luôn á. Bấm bấm môi đó kìa. Trời. How's the color? Good. Natural. Biết làm luôn, bấm bấm môi. Chắc có thấy mẹ nó làm. Okay, use your hands. Eyebrows. Okay. Sao bố biết làm vậy? Yeah. Thấy mẹ làm. Trời ơi. Thấy mẹ quẹt cái mặt rồi chứ nhìn nó ra luôn á trời. Nhìn coi nè. Trời ơi, làm chân mày luôn kìa, coi kìa. What's this for? Rồi, này nè. Okay. Yeah? Yeah, lấy cái tay quẹt. Yeah, Need more. Ngồi đi vậy cái tùm lum thôi. Nhắm mắt lại. Dạ, đi ra. Đang. Đẹp quá. Trời ơi, eyebrow vậy nhìn đẹp chưa? All the way to what we got. Good job. Nhiệt độ hiện tại là khoảng 15 độ C đó anh chị, cũng ok. Đây là đường đi đến cổng trước của Phước Lộc Thọ ha. Kế bên đây có một cái nhà sở cảnh sát cứu hỏa túc trực ngay đây. Đây trước mặt đây là chỗ bán những đồ ăn vặt của Phước Lộc Thọ. Thì thường á là vào hai dịp ha, thứ nhất là dịp hè, hình như là từ tháng 6 tháng 9 là mở chợ đêm, còn từ những cái ngày mà cận Tết như vậy á thì họ sẽ mở chợ hoa và bán đồ ăn vặt luôn.
đây là điểm đến của các anh chị ở những tiểu bang xa xôi đến đây để mà chơi, thì đa số tất cả đa số những người đến đây đa phần là người Việt Nam. Sài Gòn xưa nè, ha, bún riêu đùm lum nè, hủ tiếu mực bánh đa, thấy chưa? Đây có một nhà hàng rất là lớn, nhà hàng rất lớn. À, họ mới chỉ mới bắt đầu mở cửa thôi anh chị, và khách bắt đầu cũng đang đến từ từ. Toàn là những cái món ăn mà rất là Việt Nam nha. Hóa lấu, bột chiên, hoành thánh, gỏi cuốn ha. Bây giờ họ đang set up. Hoành thánh, bột chiên, chú, hóa lấu có rồi. Có đồ ăn chưa? Có rồi. Cái gì có rồi? Dạ món nào cũng có rồi. Có rồi hả? Rồi. Ô, không sao đi. Okay. Ủa sao không cho vô ta? Một phút ra. Dạ, chưa ra đi. Okay. Chưa ra đi rồi kêu có rồi. để nghiên cứu à, ốc à, chuyên về barbecue nướng, chuyên về nướng, có nghĩa là họ chưa set up xong là không có cho ai mua bán nha anh chị. Này chuyện làm xong hết mới được vô. Cái này giống giật cô hồn của ta, đứng mà ready á, chứ 1, 2, 3 vô. À, thực đơn đó trên cái bảng đó, muốn ăn gì là nhìn trên đó chỉ thôi. Dạ, trời ơi gì hấp dẫn vậy. Bên đây là cái quầy trái cây gì ngâm nè, xoài cốc gì đó. Bố bối ăn gì con? Ăn gì bối? Giờ đứng ngon. Chừng hồi tao mới xếp hàng. Nướng không? Lấy 10 đồng 3 cây đi, ngon lắm. Nướng ngon lắm. Sợ nó dài nó ăn không được đâu em. Sợ nó dài á, cái răng của nó. Đó, đâu đi vô được. Để anh lấy cho em. Nướng lên, mãi vô. À, ở đây anh bán thịt nướng, cái thịt nướng đó anh chị là cứ 3 cây là 10 đồng, mà 1 cây là 4 đồng. À, thì giờ cho lấy 1 cây cho bố bói ăn, rồi mình sẽ ăn thêm những món khác nhiều nhiều. Tự ăn một thứ nó ngán, rất là nhiều luôn. Đây, thank you, thank you chú. Có chừng nóng nha con. Nói ở Mỹ luật lệ nó khó khăn lắm anh chị ơi. Bánh chưng, bánh tét nữa nè. Đây. À, xíu đây con. Không thấy cái gì luôn. Họ đang set up cho xong bàn ghế này kia rồi mới bắt đầu. Cái line này nó dài hơn ghiền bún bò sáng nhiều. Rồi con lấy cái này con. Con lấy cái này con kim vô. Yeah. Ngon không? Ngon. Cái quả bé ngắn lại chứ. Đó đúng rồi. Rồi, perfect. Ở bên đây là người ta muốn bán rồi mà mấy ông bảo vệ mấy ông không cho mua. Ăn chưa? Thiệt luôn á. Thôi về đi. Thôi đồng cao hử anh đi luôn. Mới đồng. 2 cái chú chiên 5 đồng. Đây. Nóng quá. 2 chú chiên 5 đồng. Siêu lợi nhuận ha. Siêu lợi nhuận.
cho chú chắc động. Thì đó, miếng bột nữa. Siêu lợi nhuận. Gì? Là thịt nướng ngon không? Chút ba mua khác nữa muốn ăn gì nói ba câu ok không biết. Trời ơi ông hốt tiền thiệt, một đêm chắc hả khoảng chừng 80.000 đô thiệt á. Hồi nãy giờ thấy mấy trăm rồi đó. Thấy cái áo không? Cái áo đó bự hơn cái túi ba gan luôn á, thiệt á, cái áo trước đó, cái trước bụng ông á, ông nhét tối nay là đầy nhóc rồi nè, đó nè 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 đó. Ghê không? Đó, chạy kìa. Có nghĩa là đúng 6 giờ ở đây mới bắt đầu cho vô mua bán. Đó, từ nãy giờ là chưa tới 6 giờ, mấy ông bảo vệ không đứng không chặn. Tóm lại là chỉ vậy thôi, không có gì khác. Rồi. Đó, giờ ai muốn ăn gì ăn mua mua nè. Xôi ống nè, chè nè, gỏi cuốn nè. Gỏi cuốn kìa, em muốn luộc em kìa. Gỏi cuốn kìa. Đó, ai muốn ăn nè. Lạ lạ. Lạ lạ phải không? Rồi. À, cái mấy món lạ lạ. Rồi, đi xuống đây. Cái chỗ này là chỗ rửa chén nha anh chị. Họ thiết kế ra sẵn để cho dành cho những cái người tiểu thương mà thuê cái chỗ này á. Đó. Đi qua đây. Qua đây. Bánh kìa. Bánh kìa, bắp gì kìa, tùm lum kìa. Rồi hết rồi. Đâu má. Ok, chút nữa. Ô đây đông à. Đây món gì hết dữ đông dữ kìa. Ồ mấy đồ chiên à. Trong đây là văn nghệ. Ở bên đây thì bán bông hoa nha anh chị. Quá trời là hoa lan. Mới mở chỉ có 2 ngày nay thôi, cho nên là chưa có đông đâu anh chị. Mới bắt đầu thôi. Và những cái ngày mà cận Tết á, là sẽ khủng khiếp. Xôi bánh tráng vậy nè. Hà mua ăn thử nè em con. Trời ơi càng ngày nó càng đông kìa, khủng khiếp chưa. Và người Việt Nam không đó anh chị ơi, Việt Kiều Cali, quá trời Việt Kiều. Son dính son hả? Trời ơi xong luôn.
Chị một chai Cali. Ô, biết em hả? Cái lo anh chạy. Em quá rồi. Dạ. Món này món gì ngay vậy ta? Cúc nướng Ồ, dạ, chứ cúc nướng nha. Giống như bánh khọt ha, nhìn tưởng bánh khọt không à. Đây là xôi ống. Cái này hay là cái này? Xích nướng. Nem nướng. Mực nướng. Rồi chạy về cho ba ống đi. Mua đồ ở đây á là cash only nha, không có xài thẻ. Hầu như là nó chỉ có một cái line, một thẳng hàng vậy thôi anh chị, nãy giờ bầu trời Cali quay hết rồi đó. Thì hơi ít đồ ăn đúng không? Tại vì cái diện tích ở đây nó có giới hạn. Cái diện tích ở bên trong kia là họ đã để dành cho bán những cái cây cảnh rồi, cho nên là cái diện tích ở đây nó còn nhỏ lắm. Và chỉ có nhiêu đó đồ ăn thôi. Trời ơi, khoai tây nha. Nó cắt bằng cái máy á. Khoai tây chiên. Trời ơi, đông khủng khiếp cả nhà ơi, thiệt luôn. Ra người ta ra đây để tìm cái không khí anh chị. Cái không khí mùa xuân, không khí lạnh nè. Rồi người dân đông nè, những cái món ăn cũng tương đối là lạ. Tại vì ở trong nhà hàng á, ít khi nào mà bán những cái món ăn mà dạng xôi ống hay là này kia lắm. Đó, có một vài chỗ bán giống như là một chiên, bánh khọt. Nhưng mà nó phải, mình phải biết chỗ nha, mình mới ăn được, chứ không phải nhà hàng nào cũng có. Cho nên là người ta tập trung ra đây và người ta ăn những cái món hàng đó, một phần là $10 tương đối, nếu mà tính là nó hơi cao. Tuy nhiên một năm chỉ có một lần hoặc hai lần thôi, và ra đây để mà là thấy được cái không khí Tết nha anh chị. 4-50. Rồi thôi, em đã thưởng thức được vài món ăn ở đây rồi anh chị. Giờ đi vòng vòng coi còn chỗ nào để đi nữa không. Giờ tụi em đi về anh chị ơi. Mua codfish ha, về khách sạn. Ăn uống chơi khách sạn. Rồi chứ ra quán vợ rần mà không có nói chuyện được. Bầu trời Cali có kêu chim mì qua chơi. Thì bữa nay nó cũng nghỉ làm đó, thì nó qua nó chơi với bầu trời Cali chút xíu. Cái đèn đâu đây? Này nè, mở lên đây. Tụi em về phòng rồi nha anh chị. Đúng không? Này con fish Hà rất là thích nha. Bên đây nổi tiếng cái món này. Lúc trước mình có quay với anh Sơn Eleven đó. Cái tiệm này nè. Con fish nè. Em ăn đi. Rồi, món ruột của Hà. Còn cái này là món ruột của bầu trời Cali. Vậy thôi. Này không ai lấy giữ nha. Anh ăn cái này á, người ta cột xong cái lắc lên. Đúng rồi. Không xoắn, nó xoắn lại thôi, úp lại, xoắn lại, xoắn nhiều vòng lại. Rồi. Chổng ngược nó xuống. Xoắn nhiều vòng lại, đúng rồi. Chổng ngược xuống, lắc lên. Không, ý là cột luôn cái nót á, xong rồi người ta xé cái đít ra. Không? Cũng vậy. Ừ, vậy luôn đi. Mấy mẹ á, anh thấy, dạ. Anh thấy đang vậy đó, vậy nè. Này giống bắp xào quá ha. Nè mực cho anh nè. Xoài lắc.
Ông trời Cali á, không có thích ăn cái món này, biết lý do làm sao? Dơ. Dơ là làm biến lột nè. À, có vịt đựng rác luôn nè. Ừ, bên này đựng rác nè. Món này nhiêu vậy? 40 mấy đồng ạ. Trời ơi. Nè, receipt nữa. 3 pound nè. Nha anh chị, 40 mấy đồng. Đây. 49 đồng 48 cent. Trời ơi, chạy như là 50 đô nha anh chị. 50 đô quá cả nhà. 50. Thôi ăn đi. Bên đây chỉ có đi ăn uống này kia thôi. Còn không là giờ này vô quán xá thì rần. Ăn nhậu nhảy đầm. Đó. Đi tango không? Nhảy đầm ăn nhậu thôi. Thôi giờ mình về đây cho khỏe. Giờ mới 7 mấy chứ nhiêu anh chị. Đó, về đây là chút xíu là cái tụi em ngủ, sáng mai tụi em về sớm để Hà làm nữa. Đó. Cả cha đi. Mai bên đó mưa hả? Mưa. Đi chơi đi. Thôi về đây luôn đi. Ở đây đi Tết về luôn. Thêm ngày nữa chết đâu. Mệt. Đúng rồi, làm cả đời. Làm suốt đời. Đâu, em xé ra coi. Xé ra cho khán giả xem. Trời ơi. Ủa, không biết không vậy hả? Có sausage nữa, em muốn sausage nè. Ờ, không có bắp hả? Em không có ăn. À, em không có bắp, ok. Đúng rồi, ăn không biết không đi. Có gì xúc xích? Dạ, em anh thích xúc xích đó, em lấy cho anh nè. Mực nè. Rồi thôi, xử đi, mời anh chị nha. Mời cả nhà. Rồi hàng đi. Mild. No medium, không có cay lắm. Cái khách sạn này nó có cái motel nữa, chứ không được khách sạn nữa. Nó có tên là Little Sài Gòn Inn. Ha, Little Sài Gòn Inn, anh chị cứ bấm Google nó sẽ ra. Đó, ở đây là gần khu người Việt Nam nhất, nhiều người Việt Nam thuê nhất. Yeah. Đó, ngay tại đây. Cải có một đêm rồi đó. Yeah, yeah. Giá 114 đồng cũng rẻ. Dạ, 114. 114 đồng luôn thế. Cũng rẻ. Anh em. Không. Miếng đi. Không. Ăn đi. Còn con fish này ở bên Việt Nam không có bán nha. Mà không có nuôi luôn nha. Tùy nó phá hoại mùa màng dữ lắm. À. Cho nên là không có bán, cũng không có mua. À, không có nuôi. Cũng ok frozen. Nó giống như cái con tôm hùm Canada mình vậy, nhưng mà nó nhỏ, cái size nó chỉ là maximum nè. Nó gọi là tôm hùm đất. Sách xịt ngon. Em mua 3 bao nhiều quá hả? Chết cha. Có nhiều đâu mà thịt đâu. Có con tôm này có chút xíu thịt à, nó có thịt ở ngay cái mình nè. Đắt dễ sợ. Đắt khủng khiếp. Đắt dễ sợ. Cái like thôi, phải đừng nói. Mấy người check out thôi là 6 người. Đắt ghê không? Sugar only. Chị thấy không? Nó rất là đơn giản, hầu như nó không có gì hết. Chỉ có làm một cái sốt, cái công thức của cái sốt đó. Yeah. Đổ vô đây, làm nóng lên, trộn lên là xong. Cái sốt mới là quan trọng. Đúng rồi. Ăn tiền là ở cái công thức của cái sốt. Này bơ tỏi. Em mua loại bơ tỏi. Thôi. Em tạm biệt anh chị tại đây. Hẹn gặp lại anh chị video kế tiếp. Nhớ theo dõi tiếp nha. Mai cái nhà. Ngày mai có thể là em ở đây luôn. Mai bên AZ mưa. Mưa. Mà mưa là anh chị hiểu rồi. Ngủ không? Mưa với tuyết là nó tự tự như nhau. Tiệm đông khách lắm. Ngồi ngủ không? Ngủ không ăn. Ăn xong dậy ngủ. Hết giờ đóng cửa nghỉ. Là ở đây rồi hay kể. Đó, một lần chạy xe qua đây 600 km. Đi về 1200 km. Ngày mai mình kiếm gì ăn xong rồi cái mình mua đồ. Rồi, tiếp tục theo dõi với em nha.